Chào các em học sinh đã đến với khóa học ôn tập kiến thức lớp 9. Ở bài giảng lần trước, cô đã giới thiệu tới các em về công thức nghiệm cũng như là công thức nghiệm thu gọn. Bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về một hệ thức thể hiện mối liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình bậc 2 một ẩn. Vậy hệ thức đó có tên gọi là gì cũng như ứng dụng của nó ra sao thì ta sẽ bắt đầu với bài giảng ngày hôm nay, đó chính là hệ thức VS và ứng dụng của nó. Cô nhắc lại, trong chương này thì các em sẽ cần phải nhớ khá là nhiều công thức. Tuy nhiên các công thức này thì các em hoàn toàn có thể xây dựng lại được khi mà quên. Công thức nghiệm cũng vậy và đến hệ thức VS cũng vậy. Cô sẽ cùng các em xây dựng nên hệ thức này dựa vào công thức nghiệm của phương trình bậc 2 một ẩn. Theo như bài giảng trước, chúng ta đã biết công thức nghiệm của phương trình bậc 2 một ẩn là x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a và x2 sẽ bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Cô sẽ nói chung bởi vì với trường hợp delta bằng 0 thì chúng ta có x1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a. Đó là một trường hợp riêng của trường hợp này thôi. Vậy thì khi đã có công thức của hai nghiệm, cô sẽ thực hiện phép cộng giữa hai nghiệm này. Khi mà thực hiện phép cộng thì chúng đã có chung mẫu, chúng ta cùng cộng tử, rút gọn căn delta cho trừ căn delta thì kết quả cuối cùng sẽ là trừ 2b trên 2a và bằng trừ b trên a. Tiếp theo cô thực hiện phép nhân hai số này. Chúng ta nhân mẫu với mẫu và tử với tử thì tử của hai công thức nghiệm này sẽ tạo ra một hàng đẳng thức, đó chính là a bình trừ b bình. Sau đó rút gọn thì chúng ta cũng sẽ thấy x1 nhân x2 bằng c trên a. Ta chú ý rằng kết quả của hai phép tính này rất là đặc biệt, nó không bao gồm biến x. Nói một cách khác, bởi vì a, b, c là ba hằng số nên tất cả các kết quả này đều là hằng số. Vậy thì chúng ta không cần phải tính được cụ thể giá trị của x1, x2, ta vẫn biết được tổng của chúng và tích của chúng thông qua một hệ thức, đó chính là hệ thức VS. Đó là cách phát hiện ra hệ thức VS một cách tổng quát. Sau đây cô sẽ nêu ra ví dụ bằng những phương trình bậc 2 một ẩn. Cụ thể, ta có phương trình 2x bình cộng 4x trừ 6 bằng 0, có hai nghiệm là 1 và trừ 3. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem hệ thức VS có đúng hay không. Đầu tiên ta lấy 1 cộng với trừ 3 nghĩa là tổng, ta sẽ bằng trừ 2 và ta thấy ngay nó chính bằng trừ b trên a. Tương tự như thế, 1 nhân âm 3 cũng bằng âm 3 và bằng c trên a. Tiếp theo là phương trình thứ 2, 3x bình cộng x trừ 5 bằng 0, nó sẽ có hai nghiệm là trừ 1 cộng trừ căn 61 trên 6. Chúng ta thực hiện phép cộng hai nghiệm thì thấy kết quả là âm 1 phần 3 và chính bằng âm b trên a. x1 nhân x2 cũng sẽ bằng âm 5 phần 3 và bằng c trên a. Như vậy là chúng ta đã thấy hệ thức VS hoàn toàn đúng. Từ đó chúng ta sẽ suy ra nội dung của hệ thức VS như sau. Nếu x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình ax bình cộng bx cộng c bằng 0 với điều kiện a khác 0, chúng ta sẽ có hệ thức liên hệ giữa tổng và tích của hai nghiệm như sau. x1 cộng với x2 sẽ bằng trừ b trên a và x1 nhân x2 thì bằng c trên a. Cô đặc biệt lưu ý là có thể bởi vì các em sẽ phải học rất nhiều các công thức liên quan tới phương trình bậc 2 một ẩn, công thức nghiệm, hệ thức VS v.v. nên các em có thể bị nhầm lẫn giữa các công thức này, thì chú ý rằng hệ thức VS không có số 2 ở phía dưới mẫu. Cũng đừng nhầm nó sang công thức nghiệm thu gọn. Tóm lại các em cần phải nắm thật chắc cách tạo ra các công thức nghiệm cũng như là các hệ thức để nếu như lỡ quên thì chúng ta có thể xây dựng lại. Nhưng cách tốt nhất là các em hãy nhớ một cách thật là chính xác. Thực ra nếu như chúng ta cố gắng thì có thể nhớ được ngay các công thức này. Tất nhiên là nếu như chúng ta học về hệ thức VS, chúng ta không thể không nhắc tới một chút về tác giả của hệ thức này. Đây là hình ảnh của Francois VS. Ông sinh vào năm 1540 và mất ngày 13 tháng 2 năm 1603. Quê hương của ông ở Paris, nước Pháp. Ông là nhà toán học, là luật sư, là chính trị gia, v.v. Và trong cuộc đời của ông thì có rất nhiều các thành tựu. Đầu tiên, ông là người đề ra cách giải thống nhất các phương trình bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Ông cũng là người sáng tạo ra cách dùng chữ cái để thể hiện cho các ẩn số của phương trình. Tất nhiên, ông nổi tiếng với định lý VS, nói về mối liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình bậc 2 một ẩn. Ông cũng phục vụ như là một ủy viên hội đồng cơ mật dưới thời Henry III và Henry IV. Đó là một vài thông tin cơ bản về VS. Từ hệ thức VS thì chúng ta sẽ có một vài mở rộng như sau. Trường hợp thứ nhất,
khi mà phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0 với điều kiện A khác 0 có tổng 3 hệ số bằng 0. Lúc này thì sẽ có điều gì đặc biệt xảy ra? Với phương trình này, cô thay x bằng 1 vào phương trình thì thấy nó sẽ tương đương với phương trình A cộng B cộng C bằng 0. Như vậy, x bằng 1 sẽ là một nghiệm của phương trình này. Áp dụng định lý VS, chúng ta có thể tính được nghiệm còn lại của phương trình là C trên A. Vậy là đối với các phương trình thỏa mãn tổng hệ số bằng 0 thì chúng ta sẽ biết được ngay hai nghiệm của nó là 1 và C trên A. Ví dụ như phương trình 5x bình cộng 4x trừ 9 bằng 0. Chúng ta xác định A bằng 5, B bằng 4, C bằng âm 9. Vậy thì tổng A cộng B cộng C bằng 0. Vậy là chúng ta không cần phải áp dụng công thức nghiệm. Đây là trường hợp đặc biệt. Ta suy ra phương trình này sẽ có hai nghiệm là x bằng 1 và x bằng C trên A, tức là bằng âm 9 phần 5. Tức là nhanh. Mở rộng thứ hai, khi mà phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0 với điều kiện A khác 0 có A trừ B cộng C bằng 0, nghĩa là hệ thức ở giữa chúng ta phải đổi dấu. Lúc này chúng ta thay giá trị X bằng âm 1 vào phương trình thì được A trừ B cộng C bằng 0. Từ đó ta suy ra phương trình này sẽ có một nghiệm là X bằng âm 1. Tất nhiên lại áp dụng hệ thức VS, chúng ta sẽ suy ra được phương trình này có nghiệm thứ hai là trừ C trên A. Phần này thì hoàn toàn tương tự phần mở rộng thứ nhất. Ví dụ như phương trình 5x bình trừ 4x trừ 9 bằng 0. Chúng ta xác định được A bằng 5, B bằng trừ 4 và C bằng 9. Vậy thì A trừ B cộng C sẽ bằng 0. Áp dụng mở rộng, chúng ta suy ra phương trình sẽ có hai nghiệm là x bằng trừ 1 và x bằng trừ C trên A, nghĩa là bằng 9 phần 5. Vậy là đối với hai phương trình bậc 2 bậc nhất một ẩn thỏa mãn tổng hệ số bằng 0 hoặc là A trừ B cộng C bằng 0 thì chúng ta có thể suy ra ngay được hai nghiệm. Đó cũng là một ứng dụng của hệ thức VS. Ứng dụng thứ hai của hệ thức VS đó là chúng ta sẽ tìm hai số khi mà biết tổng và tích của hai số ấy. Ví dụ như tìm hai số biết tổng của chúng là S và tích của chúng là P. Với bài toán này thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình. Nếu như gọi một số là x thì số kia sẽ bằng s trừ x. Khi đó bởi vì tích hai số là p nên chúng ta có phương trình x nhân với s trừ x bằng p. Sau đó chúng ta giải phương trình này nhân lần lượt ra và cuối cùng được một phương trình là x bình trừ sx cộng p bằng 0. Đây là một phương trình bậc 2 một ẩn. Tóm lại, cách tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng. Nếu hai số có tổng là S, tích là P thì chúng là hai nghiệm của phương trình x bình trừ SX cộng P bằng 0. Cụ thể hơn, cô sẽ đưa đến các em một bài toán. Tìm hai số biết tổng của chúng là 12 và tích là 25. Ta nhớ lại phần ứng dụng vừa nãy. Chúng ta sẽ khẳng định hai số cần tìm là hai nghiệm của phương trình x bình trừ 12x cộng 25 bằng 0. Nhớ là số đối của tổng là ở giữa và tích là ở cuối cùng. Đầu tiên ta sẽ tính delta phẩy của phương trình này bằng 11. Vậy thì áp dụng công thức nghiệm thu gọn, ta suy ra hai số cần tìm sẽ là 6 cộng căn 11 và 6 trừ căn 11. Chúng ta sẽ đưa việc tìm hai số về việc giải một phương trình bậc 2 một ẩn. Sau đây chúng ta sẽ cùng làm một số bài tập. Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm nếu có của các phương trình sau. Phương trình đầu tiên, 5x bình cộng 8x cộng 2 bằng 0. Trước hết chúng ta sẽ phải xác định delta. Khi mà thấy delta lớn hơn 0 thì chúng ta suy ra phương trình này sẽ có hai nghiệm phân biệt. Gọi hai nghiệm đó là x1 và x2 thì chúng ta có khẳng định x1 cộng x2 bằng trừ b trên a, tức là bằng trừ 8 phần 5. x1 nhân x2 bằng c trên a, nghĩa là bằng 2 phần 5. Phương trình tiếp theo, 4x bình cộng 2x trừ 5 bằng 0, ta có a bằng 4, b bằng 2 và c bằng trừ 5. Delta phẩy lúc này lớn hơn 0, vậy phương trình sẽ có hai nghiệm x1 và x2. Áp dụng hệ thức VS, ta suy ra x1 cộng x2 bằng trừ b trên a bằng âm 1/2, x1 nhân x2 bằng c trên a. Bài tập thứ 2, hãy sử dụng phần mở rộng và tính nhẩm nghiệm của các phương trình.
căn 3x bình trừ đi 1 trừ căn 3x trừ 1 bằng 0. Chúng ta sẽ cùng xác định và thấy rằng A bằng căn 3, B bằng căn 3 trừ 1. Nhớ nhá, B là cả cụm này chứ không phải là chỉ ở bên trong ngoặc đâu. C thì bằng âm 1, vậy thì A trừ B cộng C sẽ bằng 0. Tóm lại, phương trình này sẽ có hai nghiệm, một nghiệm là âm 1, một nghiệm là âm C trên A, nghĩa là 1 trên căn 3. Phương trình thứ hai cũng là một phương trình có chứa hệ số căn. Trước hết, chúng ta sẽ xác định A, B và C và nhận thấy rằng tổng của ba số này bằng 0. Vậy thì phương trình này sẽ có hai nghiệm là x bằng 1 và x bằng C trên A, tức là bằng âm 2 cộng căn 3 trên 2 trừ căn 3. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm bài tập liên quan tới việc tìm hai số U và V. Trường hợp thứ nhất, tổng hai số là 14, tích là 40. Rất là đơn giản, hai số cần tìm sẽ là nghiệm của phương trình x bình trừ 14x cộng 40 bằng 0. Chúng ta tính delta phẩy bằng 9. Vậy thì x1 sẽ bằng 10 và x2 bằng 4. Từ đó ta suy ra hai số cần tìm ở đây sẽ là 10 và 4. Trường hợp thứ hai, u cộng v bằng âm 3, u nhân v bằng 20. Hai số cần tìm nó sẽ là nghiệm của phương trình x bình cộng 3x cộng 20 bằng 0. Chúng ta tìm delta và thấy rằng delta nhỏ hơn 0. Như vậy, phương trình vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm ta suy ra không tồn tại hai số thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Nhớ rằng không phải trong bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng có thể tìm được hai số thỏa mãn như vậy. Bài giảng ngày hôm nay cô đã cùng các em xây dựng lên hệ thức VS cũng như là nêu ra một số ứng dụng của hệ thức VS. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận để có thể củng cố thêm được kiến thức. Bài giảng tới đây là kết thúc. Các em hãy nhấn nút theo dõi để có thể nhận được những thông tin sớm nhất liên quan tới bài giảng tiếp theo. Hẹn gặp lại các em!